sống xanh, tiêu dùng xanh đang dần trở thành xu thế của thời đại. Để bắt kịp và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, trong những năm qua, Thái Bình đã và đang chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh hình thành và phát triển 22 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến lĩnh vực nông nghiệp, 13 hợp tác xã nông nghiệp bước đầu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn sinh học. Tuy nhiên, trình độ của các hộ thành viên không đồng đều, việc ứng dụng quy trình sản xuất chưa đồng bộ nên ảnh hưởng phần nào đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh của các hợp tác xã. Nông dân từ trước tới nay thì đang là chăn nuôi theo cách thức truyền thống. Khi đưa họ vào cái quy trình chăn nuôi tiêu chuẩn sạch thì tư duy của họ cũng chưa thể phát triển và phát huy được hoàn toàn. Đây cũng là một cái khó khăn và mong muốn sẽ có những cái mô hình trình diễn, dự án liên kết, dự án xây dựng mô hình sản xuất trực tiếp tại các cái nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp để cho người nông dân, hợp tác xã chúng tôi trực tiếp sản xuất nom đấy và phát triển cho tương lai. Trong những năm qua, nông nghiệp Thái Bình luôn chứng tỏ vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế. Năm ngoái, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt trên 29.000 tỷ đồng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị tăng cao, có thương hiệu theo nhu cầu của thị trường. Để thực hiện điều này đòi hỏi phải chú trọng chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đối với cái tỉnh Thái Bình hiện nay thì nói về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nông nghiệp thì theo quan điểm của tôi, song song với đào tạo tầm cao là đào tạo hàn lâm, đào tạo khoa học ấy, thì nên chú trọng đến đào tạo cái nguồn nhân lực là công nhân kỹ thuật và nông dân có trình độ kỹ thuật để phục vụ sản xuất trực tiếp. Chúng tôi cũng từng bước là kết hợp với các cái trường đại học, các cái học viện, mà đặc biệt là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, để học tập rồi là đổi mới các cái chương trình đào tạo phù hợp với cái yêu cầu nông nghiệp hiện đại hiện nay để đưa vào giảng dạy cho học sinh trung cấp. Nhu cầu là tích tụ đó hình thành nên các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn thì cái nhu cầu đào tạo trong cái lao động chất lượng cao trong Thái Bình thì trong thời gian tới là thiếu, mà cần phải có cái sự phối hợp với lại các trường đại học để đào tạo những nguồn nhân lực phù hợp cho cái lĩnh vực, cho cái doanh nghiệp, cho cái hợp tác xã đó thì nó hiệu quả hơn. Như vậy, đẩy mạnh liên kết hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần nhân lên những cánh đồng sạch, an toàn trên quê hương Thái Bình, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và bền vững.